Bá Tước Vạn Niên và gia tộc Noah đã muốn tận diệt nhân loại. Chỉ có pháp sư trừ tà chúng tôi mới đủ khả năng chống lại bọn chúng. Để cứu thế giới khỏi sự diệt vong của Bá Tước Vạn Niên, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bằng cả tính mạng. Đón xem Hắc Giáo Đoàn trên kênh Animax.